Xin chào tất cả các bác cũng như các bạn. Nói về cái giá cả của cây quất ấy, nhiều khi em cũng không muốn là đề cập tới cái giá để tránh trường hợp sau này các bác đi buôn hoặc là các bác đi mua nẻ, các bác có xem được thì các bác lại bảo là so sánh với giá nhà vườn với giá nhà buôn. Đấy, nhưng mà đầu vụ thì thôi, gặp bác gái cũng bảo là xuống quay cho bác một vườn quất thế có khoảng 100 cây. Đấy, giá là 350.000 một cây. Đấy, có khoảng 100 cây thôi. Thì giá là rất là bình dân rồi với giá quất năm nay. Cây thì cao như thế nào ấy thì bây giờ em và các bác cùng vào vườn để xem thực tế là cây như thế nào. Thì đây là cây quất thế của bác. Đây là cây của ông bà Hải Tươi. Địa chỉ thì các bác nào đã về trường hải quan ấy, cách cổng chào Văn Giang Hưng Yên khoảng 500 m. Còn về số điện thoại em sẽ để xuống dưới với dòng bình luận hoặc trên tiêu đề cho các bác cùng xem. Còn cây này đúng thực tế cây luôn. Đây là ông bà bảo là cây này năm nay là của bác là 350. Đấy, là lấy giá rất là hợp lý. Còn mày lấy hay là mày có khách nào mày cứ bán được hay không ấy, bao nhiêu đấy việc mày. Nhưng mà nó thực sự em là không quan tâm với cái nhu cầu là mình sàng xê được 1 hay 20.000 hay 30.000 một cây này. Đây là các bác nào xem được clip điện đến cho bác Hải Tươi, các bác đến thực tế vườn xem cây. Em phải nói giao dịch trực tiếp với ông Hải Tươi chứ em không liên quan gì, em gọi là chỉ đứng ra quay giúp thôi. Đấy, còn xấu đẹp hay là giá cả thêm bớt nào đấy là việc của hai bên là giao dịch. Còn đối với em là chỉ đứng ra quay thôi, thành ra là bây giờ em đi quay hết các bác xem. Các bác hỏi là cây này có cao không thì em cũng khẳng định rằng cây là cao khoảng tầm 2 m/2 m cho nó dễ. Chứ còn bây giờ em kéo thước lên em bảo cây này cao khoảng tầm 2 m/2 m, 3 m hay là cao 1 m/7 1 m/8 thì nó rất là khó. Cây này của ông Hải Tươi là các bác nhìn này, có 3 hàng quất thế, bên cạnh là một vườn quất dâm, bên kia đấy bên cạnh là vườn chuối, đúng như vườn này luôn. Các bác vào gặp đúng ông chủ vườn và bảo cho xem vườn 3 luống cạnh vườn quất dâm thì 100% là bác sẽ mang ra vườn này. Còn khác vườn các bác có thể đi về hoặc đi xem các vườn khác. Đấy, đây là bảo là phải xem đúng vườn như trên clip là cây báo 350. Em khẳng định luôn, nếu các cây này các bác đi buôn 100% năm nay luôn, nếu mà với giá quất năm nay các bác đi mua vườn này mà 350, khẳng định luôn không bao giờ có chuyện nào hòa. Em cầm là các bác nãy ít hay nãy nhiều thôi. Thực tế cây rất là cân đối này. Còn trong một vườn nó sẽ có những cây nó kém hơn, kém hơn thì đây là giá xô. Chứ còn nếu mà cứ thẳng thừng mà cây nó cứ như thế này mà dở lên ấy, các bác mua 500 chả mua được luôn. Thành ra là xấu đẹp các bác về vườn mua được trước thì sẽ là rất là đẹp. Quả tầm này bắt đầu nào đang phát mã đốm đít rồi. Đấy, cái giá mà bác đưa ra ấy là 350.000 ấy, là nên xe cho các bác. Các bác chỉ việc đứng ở thùng xe thôi. Chứ còn cây này nói chung là ông bà năm nay bán với cái giá này là vẫn là giá Covid của năm ngoái đấy. Em đi hết luôn. Cây nó có thế nào em quay như thế, chứ còn em cũng chả bảo là xấu hay đẹp nữa. Cây thực tế là như này. Cái máy quay của em ấy, máy quay này ấy, nó chỉ hơn nhau là ở cái chỗ là nó xanh hơn hoặc nó vàng hơn thôi. Chứ quay cây 10 quả ấy thì nó không thể nào còn 9 quả được. Đấy, có nghĩa là nhiều khi cái thời tiết khi ánh nắng nó xuống thì mình quay cây nó vàng lên, và khi thời tiết nó râm rời thì nó mát rời thì nó sẽ cây nó xanh lên. Thì cái này mình không bàn luận tới, mình sẽ bàn luận tới là cái cây này như thế này và chiều cao như thế này với giá 350, khoảng 100 cây. Cảm thấy mua được thì các bác mua. Chứ còn mình lại bảo là ôi vườn này nhiều cây nó xấu hay nhiều cây nó vàng hay, xác định ấy, đi mua ấy. Đối với cái giá này ấy, các bác chỉ cần cảm nhận là
350 mình mua được thì bảo vâng, thế bác đặt cọc cho khoảng tầm đấy bao nhiêu thì hai bên giao dịch, xong bao nhiêu bao ngày bao nhiêu đánh cây đấy là xong. Chứ còn vừa mình vừa đi mua cây ấy, ví dụ mà bảo là 350 các bác vào, nhiều khi các bác gặp em ấy thanh niên em mua bán em không thích mặc cả, vì ông bà cũng thế thôi, ông bà bảo rồi xấu đẹp cây có thế giá như này cảm thấy mua được thì mua chứ Tuấn ạ. Chứ nhiều ông bà ấy, đi xem cây xong mặc cả nhiều thì mất việc của ông bà quá, vì bây giờ ông bà là ở nhà trông cháu. Đây, em đi hết hai đống này rồi, em đi vòng sang bên kia, cây bên này có thể là cũng một cây nó hơi rào rào thưa quả. Đấy. À, kiếm rồi, nhìn thấy kiếm rồi, đấy. Thế là có nhiều tác phẩm đấy. Rồi em nhìn thấy từ đấy em thấy anh sách thế là có tiền rồi. Đây này. Đấy. Thế là có tiền rồi đấy. Đây bây giờ xong đúng bên này. Các bác cứ chú ý đây à. Cái ruộng quất dâm này bác, các bác cứ nhìn xong là nhìn sang cái nán ruộng chuối không thể nhầm được. Cây này năm nay với cái giá này em khẳng định là rất là khó mua ở vườn thứ hai. Còn một vườn 4 giá 400.000. Thì tí nữa em sang quay luôn vườn 400. Còn vườn này là vườn 350. Chưa chắc cái vườn 400 đã ăn được cái vườn này. Đấy, lý do tại sao? Đây là do chủ vườn người ta bán ra, chứ không phải là bảo quất là phải có giá. Mỗi một chủ vườn là bán giá một khác nhau, nó không có giá như bánh kẹo. Cây rất là có chiều cao luôn. Luống này là chắc ít cây hơn. Luống này chắc là ông bà mà có một số cây kém lại rồi, em nghĩ chắc chỉ tầm còn 90 cây mất. Cây núng ở giữa cây cao quá này. Cây núng ở giữa này cây toàn cây cao này. Nhiều bác cứ bảo là cây đi nhìn này bảo cây cao 2m rưỡi 3m, nhưng thực tế ra ấy, đối với em vào em tính nó phải là từ mặt gốc kéo thước thẳng thừng lên ngọn, chứ không ai đi kéo từ cái mặt gióng mình đang đi này. Chứ đang đi này em nhìn này á, cây này phải 3m nhưng mà để em cầm cây này chỉ 2m thôi. Mình phải tính xô đồng đều, bây giờ nảy ra một hai cây có cái ngọn không có quả ấy, cũng tính 3-4 mét làm cái gì. Mình phải tính đồng đều cả vườn. Còn nói về quảng cáo hay là xấu đẹp nhiều thì em không bàn luận tới. Em chỉ nói là cây nó như thế này, là ông bà là bán với giá là 350.000, khoảng có 100 cây của bác Hải Tươi. Còn các bác mà không mua được của ông bà, các bác có thể là đi vùng quanh làng, hoặc là về Văn Giang này, về rất là nhiều điểm là mua được quất. Chứ đâu nhất thiết là mình đi xem một vườn đâu, ở khu vực nó cũng rất là nhiều. Tránh để clip nó dài. Và cũng là em đi hết có 3 hàng quất rồi. Nói chung là trong cái vườn này nó kín quá, em cũng không đi được hết, nó không quay được tổng thể một cây. Nên là xấu đẹp các bác có mua về vườn nhá. Đây này. Đấy, cây đây cây quất thế. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip của em. Xin chào tất cả các bác.